chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Thu Hoài vừa bênh vực Trấn Thành trước ồn ào, tình cũ Mai Hồ lập tức có động thái đáng chú ý. Vợ chồng Trấn Thành Hadi Quân từng là một trong những chuyện tình ồn ào nhất showbiz Việt. Sau khi kết thúc cuộc tình 9 năm cùng rapper Tiến Đạt, Hadi Quân nhanh chóng tiến tới với nam MC Đình Đám và cả hai vấp phải khá nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng cho đến hiện tại, sau hơn 3 năm về chung một nhà, cả hai dần chứng minh cho mọi người thấy tình yêu thật sự của cặp đôi dành cho nhau. Đến hiện tại thì thoảng chuyện tình về người yêu cũ của Trấn Thành và Hadi Quân vẫn được cư dân mạng nhắc lại. Mới đây trên trang cá nhân của Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ đăng tải bài viết bênh vực Trấn Thành trước những bình luận ác ý của một vài anti-fan. Đây không phải lần đầu tiên bà mẹ bà con lên tiếng bảo vệ người bạn của mình. Không có một mối quan hệ nào mà tao với mày không thiệt thòi cả xin. Cái lỗi của mày là quá giỏi và quá thành công. Mày bớt thời gian dành cho bạn bè một tí, vô ngồi xem từng cái status chửi mày, mày sẽ thấy những người chịu ơn mày thích hả hê trong đó. Bởi vậy, ráng mà giỏi và thành công hơn nữa nha xin. Đằng nào cũng mắc lỗi, né đâu có được. Nếu mày bận quá không xem kịp, tao có chụp lại hết nè, để tao đưa qua cho mày xem. Dưới phần bình luận, Mai Hồ, bạn gái cũ của Trấn Thành vào bênh vực với nội dung, cho vào danh sách cấm liền, khiến khán giả vô cùng bất ngờ và thích thú. Thông qua điều này chứng tỏ dù đã chia tay, nhưng mối quan hệ của Trấn Thành Mai Hồ vẫn rất tốt đẹp. Dạo gần đây, Trấn Thành trở thành MC trong chương trình Rap Việt. Dù nhận được nhiều lời khen nhờ tài hoạt ngôn khéo léo, song anh vẫn bị vấp phải không ít ý kiến trái chiều cho rằng kém duyên. Bắt nguồn từ việc Trấn Thành liên tục đem tên mình và Tiến Đạt, bạn trai cũ của Hadi Quân ra để trò chuyện với thí sinh. Ví dụ như lúc giới thiệu tên một thí sinh, ông xã Hadi Quân khẳng định Tiến Đạt là một cái tên khá nhạy cảm. Hiện tại Mai Hồ đã có gia đình nhỏ của mình, bên ông xã hết mực yêu thương và các con ngày càng khôn lớn. Trong khi đó, vợ chồng Trấn Thành Hadi Quân vẫn đang rất hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân, dù cả hai chưa có kế hoạch sinh con. Dù không cùng chung lối nhưng cả hai vẫn vui vẻ và luôn có những hành động đẹp về đối phương. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.